một bầu không khí trong lành mát mẻ như ở Đà Lạt. Và những vườn cây trái xum xuê như ở miền Tây. Cao nguyên Vân Hòa còn sở hữu một món đặc sản vô cùng độc đáo. Hãy cùng em Việt Nam tới với cao nguyên Vân Hòa để cùng tìm hiểu xem món đặc sản đó là gì. Nằm ở độ cao 400m so với mặt nước biển, cao nguyên Vân Hòa vừa có vẻ hùng vĩ của đồi núi chập trùng, vừa có nét nên thơ của bạt ngàn những rừng cây, nương rẫy. Đi trong không khí mát lành còn đẫm sương đêm của một sớm cao nguyên, chúng tôi mới hiểu tại sao Vân Hòa lại được ví von là một góc Đà Lạt giữa lòng xứ nẫu. Không chỉ mang khung cảnh khác hẳn với những vùng đất khác của Phú Yên, cao nguyên Vân Hòa còn đặc biệt bởi sở hữu rất nhiều vườn cây trái sum suê. Con chào chú ạ. Chú ơi, cháu không ngờ là vùng đất biển Phú Yên lại có những miệt vườn sum suê cây trái như thế này á. Thì dùng đất cao nguyên Vân Hòa này là đất đỏ Ba Giang á cháu ạ. À. Dạ. Khí hậu mát mẻ là rất là phù hợp với những cái cây trái ở đây. Chẳng hạn như là mấy cháu thấy cây này là cây tự nhiên. Ồ. Cây này tự nhiên. Cây này là cây tự nhiên ạ. À. Dạ. Tự nhiên mà có thể phát triển quả sum suê như thế này hả chú? Vào sao mà khi đến đây cháu cảm nhận được là nó có cái bầu không khí giống như là ở Đà Lạt vậy. Nhưng mà đứng ở một vườn cây trái như thế này thì lại tưởng tượng mình đang ở miệt vườn miền Tây nào đó. Trong là ở đây bà con nào cũng có một vườn như vậy cháu ạ. Đặc biệt ở đây là bà con trồng mít và thơm rất là nhiều. Vậy là ngày hôm nay Đức với Đào có thể ăn thơm với cả mít thoải mái rồi. Tha hồ ăn thơm và mít mà cháu chưa biết đâu. Có một món rất là đặc biệt ở cái vùng đất này làm từ mít và thơm. Ồ, đó là món gì đấy ạ? À, cháu có thể đoán được không? Không, chắc là cháu chưa biết đâu. Chút nữa chú chỉ cho. Chú Hưng nói không khó để tìm kiếm món ăn đặc biệt này trong mỗi gia đình ở cao nguyên Vân Hòa. Nhưng nếu chúng tôi thực sự muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó thì phải đến gặp chị Mười, một trong số ít những người chế biến món ăn này để xuất bán đi nhiều nơi. Chào chị. À, chào hai đứa. Chị ơi, em được người làng nói rằng là ở làng mình thì có một cái món vô cùng đặc biệt mà liên quan tới mít và trái thơm. Chị có phải là đang làm món đó không ạ? Đúng rồi, chị đang gọt thơm này là để làm cái món mắm thơm. Cái này là rất là đặc biệt mà chỉ có mỗi cái vùng quê cao nguyên Vân Hòa này mới có. Từ trước đến nay thì em nghe người ta nói là làm mắm từ cá, từ tôm. Tại sao ở đây lại làm mắm từ trái một loại trái cây như thế này? Bởi vì em biết sao không? Ngày xưa thì đường xá giao thông trắc trở, xe cộ mắm muối không có, cho nên người dân mới nghĩ ra cái món ăn này để ăn lâu dài, từ 1 tới 2 năm. Để 5 năm cũng được. Chắc là thơm ở đây thì nó phải đặc biệt hơn so với những nơi khác đúng không ạ? Đúng rồi, ở đâu cũng có thơm. Nhưng mà riêng cái mảnh đất cao nguyên Vân Hòa này ấy, thì nó cái trái thơm này rất là đặc biệt. Nó phù hợp với khí hậu ở đây. Cho nên là khi mình làm mình ủ vô mắm á, càng lâu thì miếng thơm nó càng đỏ mà nó càng giòn. Cái vị của nó sẽ thơm hơn. Còn ví dụ như mình làm dứa với khóm là cũng được thôi. Nhưng mà điều cái là nó bị bẫy. Nếu mà mình xí xí như thế này thì nó sẽ nhũng ra, nó không ngon. Vì hiện chưa phải là mùa mít chín nên chúng tôi chỉ được xem cách chị Mười làm mắm thơm. Nhưng cách làm hai món này đều không mấy khác nhau. Thơm sau khi được gọt vỏ sạch, được đem phơi dưới nắng, cho rút bớt nước, rồi đem trộn với mắm cá cơm và muối nguyên hạt theo một tỷ lệ nhất định. Cái ủ là cái quan trọng. Có nghĩa ủ trong hũ nhựa thì không được. Phải ủ trong cái hũ xanh. Rồi sau ít nhất là một tháng thì mới lấy cái mắm nó ra ăn được. Thì mở ra là mùi thơm nó bay rất là xa. Cho nên là người ta mới gọi là mắm thơm. Chẳng những là làm bằng trái thơm mà nó có mùi thơm đặc trưng của nó, người ta gọi mắm thơm. Mắm thơm có thể dùng trực tiếp làm gia vị chấm hoặc đem nấu với các loại thịt cá, nhưng ngon nhất là đem kho với thịt gà. Bắt nguồn từ một món ăn mặn thời gian khó, người dân Vân Hòa thường mang cơm với mắm thơm, mắm mít theo mỗi khi đi nương rẫy. Chính vì thế mà chị Mười quyết định dẫn chúng tôi lên khoảng nương gần nhà để thưởng thức món ăn này, đồng thời cũng là một địa điểm rất đặc biệt. Con đường đây là dẫn xuống với cái mít cổ thụ mà khoảng 136 năm tuổi của gia đình chị đây nè. Là cây mít làm mắm mít ngon nhất mà do gia đình chị truyền lại. Nhưng mà vấn đề là do cái tuổi thọ nó lâu nên là mình làm nó ngon, hay là cái giống nó đặc biệt mà mình không lai tạo được hả chị? Cái giống nó đặc biệt mình lai tạo không được. Một mùa thì nó cho ra khoảng 300 tới 400 trái mít.
Wow. Dạ, cái mùi vị mắm thơm này rất là đặc trưng mà em chưa có từng thưởng thức qua so với bất cứ một cái loại mắm nào khác. Với lại là ăn mắm thơm mà ngồi giữa một cái khung cảnh như thế này thì mình cảm giác là cái bữa ăn của mình nó cũng trở nên thi vị hơn.